Tập 44. Tôi còn không biết cô nữa sao, Tô Quyển Nhi? Sau khi cô bị Chu Lập Văn đá hết tiền rồi, lại chạy đến tìm tôi. Đời này của cô chỉ có thể dựa vào đàn ông thôi. Phụ nữ nếu như không dựa vào đàn ông thì phải làm sao? Anh Đa, anh nghĩ xem, nếu chúng ta ở nhà họ Trần tốt với nhau mà, vậy bây giờ anh không thể không lo cho em. Nếu không em chỉ có thể nhảy xuống sông thôi. Nhảy sông tốt mà, nhảy sông ít nhất còn có thể giữ nguyên thi thể. Tôi mặc kệ là bị đảng Cộng sản hay bị quốc dân đảng bắt được, bọn chúng đều muốn chặt tôi thành từng khúc đi cho chó ăn. Thế nào, không nói gì sao? Sợ rồi hả? Biết tìm sai người chưa? Em biết anh Đa có bản lĩnh, nếu không anh sẽ không giấu được căn nhà có ăn có uống như thế này. Phải, mới đầu khi tôi cướp nhà cho Chu Lập Văn đã để lại cho bản thân một căn, tất cả tiền tài đều chôn dưới hầm. Chúng ta sống ba đời cũng không có vấn đề. Anh Đa thật là lợi hại. Phụ nữ hả? Chẳng biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta dựa vào chút tiền đó có tác dụng gì? Một khi bị bắt, tôi lập tức xong đời. Chúng ta phải nghĩ một cách lâu dài. Anh Đa, anh nhìn em chằm chằm làm gì vậy? Tôi xem người phụ nữ như cô có tác dụng gì không? Anh Đa, anh có bản lĩnh, anh nghĩ cách đi. Chúng ta phải rời khỏi Tô Châu, bắt buộc phải lấy được thứ đồ đó. Đi tìm Phương Nguyên, nói cho hắn ta biết cô không có nơi nào để đi, xem hắn ta có thu nhận cô không. Sau đó tiện thể nghe ngóng tung tích của Tát Trân Châu. Thiếu Đông Gia, Thiếu Đông Gia, Thiếu Đông Gia, chính là cô ta. Xuống đi. Thiếu Đông Gia, tôi khổ quá mà. Ước vọng lớn nhất đời này của tôi chính là giống như chị cả và chị hai, tìm được người đàn ông yêu thương tôi. Nhưng tôi không tìm được. Chu Lập Văn tội ác tày trời, tôi vô danh vô phận đi cùng anh ta, anh ta lại tự chạy trốn một mình. Bây giờ tôi bị người nhà họ Chu đuổi ra ngoài. Tô Uyển Nhi, sớm biết có ngày hôm nay, sao mới đầu còn làm vậy? Tiểu Đông Gia, anh thương hại tôi đi. Anh nói xem, một người con gái yếu ớt không nên nương tựa như tôi. Tôi làm nhân viên cửa hàng cho anh, tôi bưng trà rót nước cho anh, tôi làm người hầu cho anh, được không? Cô là ai chúng tôi đều rất rõ, không cần đến nói như vậy với tôi. Tiểu Đông Gia, tôi cầu xin anh đó. Tôi khổ sở thế này rồi, tôi không cầu xin danh phận. Anh cứ coi như họ hàng nghèo của anh đến chỗ anh xin miếng ăn. Anh giàu có như vậy, anh cũng không để ý thêm một đôi đũa cho tôi chứ. Nhưng nếu như anh không giúp tôi, anh bảo tôi phải sống thế nào chứ? Tôi nói cho cô biết, chỗ tôi không phù hợp với cô. Đi tìm Cốc Đa đi, anh ta sẽ rất vui vẻ giữ cô lại. Tên Cốc Đa đó, tôi còn không biết anh ta trốn ở đâu.
đến Lương phu nhân cũng bị bắt rồi. Anh ta có thể trốn bao lâu? Vậy tìm người phù hợp với cô đi. Tiểu Đông gia, nếu như anh không giúp tôi phải sống thế nào? Cô quậy đủ chưa? Chỗ tôi không quan nghênh cô. Mời cô ra ngoài. Được lắm. Các anh thấy tôi đen đuổi, không cho tôi sống ở đây chứ gì? Phương Nguyên, anh nhớ cho tôi, anh đừng đợi tôi trở mặt. Nếu không, anh đợi đó. Tiểu Đông gia, Tô Uyển Nhi này sao kỳ lạ vậy? Tôi thấy cô ta chẳng có ý tốt gì. Cô ta chắc chắn có mục đích, để không chừng có liên quan đến Chu Lập Văn với Cốc Đa. Cô kêu lão bằng đi theo dõi cô ta. Nhìn bộ mặt cao có của cô là biết bị đuổi về rồi chứ gì? Anh biết rõ Phương Nguyên không dễ gì lừa, còn bắt tôi đi. Phương Nguyên nếu dễ bị lừa, tôi còn cần cô chắc. Không phải bình thường cô rất biết diễn sao? Dáng vẻ đồng bóng lẳng lơ của cô đâu rồi? Não anh dùng nước rồi hả? Phương Nguyên anh ta là kiểu người đó sao? Anh ta có thể chịu tôi làm vậy sao? Đúng là xui xẻo, lại còn chịu cái cục tức. Nói thẳng ra anh không coi tôi là con người. Phế vật. Cốc Đa, anh lại dám đánh tôi? Tôi một lòng một dạ ở cùng anh. Anh nói gì tôi trước nay đều không phản đối. Anh lại đánh tôi. Tôi không sống nữa. Anh là đồ khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Đi theo ông đây thì phải nghe lời ông. Tôi cho cô ăn, cho cô mặc, không phải là miễn phí. Phải đền đáp. Hiểu chưa? Tôi biết anh muốn tháp Trân Châu, nhưng những gì nên nói tôi đã đều nói hết rồi. Phương Nguyên không chịu chấp nhận tôi, vậy tôi có thể làm gì? Tôi đến hình dáng tháp Trân Châu cũng chưa nhìn thấy. Anh nói làm thế nào? Chẳng lẽ tôi bay vào đó sao? Tôi mặc kệ. Tôi muốn tháp Trân Châu thì phải lấy được tháp Trân Châu. Không có được tháp Trân Châu thì đừng hòng quay lại. Cốc Đa, tôi khuyên anh đừng đập bơ nữa. Bến đầu ghen ở Trần gia đã luôn có tâm với tháp Trân Châu. Tiếc là lúc đó anh chỉ là người hầu. Sau này anh làm đội trưởng đội điều tra, anh có quyền có thế. Nhưng ở vẫn như xưa chưa từng nhìn thấy tháp Trân Châu. Càng huống hồ bây giờ anh sa sút thành bộ dạng này, anh vẫn còn nhớ đến tháp Trân Châu. Anh đã làm gì rồi? Hơn nữa, tháp Trân Châu đó chẳng ai biết giờ nó ở đâu. Tôi mặc kệ. Tôi chỉ cần tháp Trân Châu. Tháp Trân Châu bắt buộc phải là của tôi. Nghe thấy chưa? Tôi không tìm được. Anh đánh chết tôi cũng không tìm được. Muốn chết? Muốn chết hả? Được, đi chết đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nhanh lên, mỗi người một bát, ai cũng không được lấy nhiều hơn. Thiếu Đông gia, Dẫn Lai, cậu ở đây làm gì? Tôi phụng lệnh của cấp trên đưa những tên giặc đầu hàng này đến trạm xe, đưa đến Thượng Hải, sau đó từ Thượng Hải lên thuyền về Nhật Bản. Được, làm cẩn thận. Được, tôi còn có chuyện đi trước đây. Anh đi làm đi.
quả nhiên là cậu. Chu Lập Giang, sao nào, làm hắn gian không trốn được thì bây giờ làm giặc luôn sao? Không phải, không phải, ông chủ Phương, tôi chỉ muốn một con đường sống. Thả tôi đi đi. Anh không thấy đây là ý trời để tôi gặp được anh sao? Nếu như tôi thả anh, ông trời có tha cho chúng tôi không? Ông chủ Phương, trước đây tôi sai rồi. Anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi một lần đi. Tôi sắp lên tàu rồi, cái gì tôi cũng cho anh. Tôi có cây ước mua bán nhà. Anh cầm cây ước này trước được không? Anh cầm lấy giùm. Tội anh phạm phải, bản cây ước này có thể đền bù được sao? Lấy bản bồi thường đi. Dận Lai, giao cho cậu. Được, ông chủ Phương, ông chủ Phương. Chu Lập Giang, đội trưởng Hách, nhiều vốn đó, cây ước bán nhà cũng lấy ra rồi. Anh thật hào phóng. Tôi nói cho anh biết, tội anh phạm, cho dù Lan Kỳ cũng không quá đáng. Cây ước bán nhà cậu cầm lấy đi, đốt lại đi. Đi, không phải. Hách đội trưởng, nghe tôi nói đi, nhanh lên. Trưởng quan, trưởng quan, trưởng quan, tôi không làm gì xấu. Trưởng quan, trưởng quan, tha mạng. Đặng phái viên tôi nhận quỹ thác của chính phủ Nam Kinh đến tiếp quản Tô Châu. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là trừng trị những tên hán gian như các cậu. Không phải, trưởng quan, không à. Đặng phái viên, Đặng phái viên, anh cho tôi một cơ hội đi. Tôi làm trâu làm ngựa, tôi báo đáp đại ân đại đức của anh. Tôi trước nay làm việc công bằng, nhưng đối với việc hán gian như các cậu, trừng trị nghiêm ngặt hết thảy. Không, tôi bị quan Đặng phái viên. Đặng phái viên, sao anh có thể đeo nhẫn không may mắn đó chứ? Đúng, chính là cái nhẫn đó. Sao đó là vật trưởng thương hội Đỗ Thiên Nguyên tặng cho anh phải không? Có ý gì? Anh không biết nguồn gốc của nó rồi. Cái nhẫn đó ban đầu là của Doron. Doron và hoàng hậu Hiếu Trang mập mờ với nhau, vậy nên sau khi ông ấy chết, hoàng đế tiếp theo bảo người đào phá quỷ lập mộ, lấy cái này đưa vào cung. Sau này Từ Hy lại tặng cho thái giám thân cận An Đức Hải. Khi An Đức Hải xuất cung xuống phía nam làm long bào cho hoàng đế, nhưng lúc đó hai vị thái giám này làm trái với luật của triều thanh, thế nên ông ta vừa đến Sơn Đông thì bị Tuần phủ Sơn Đông Đinh Bảo Đinh chặn lại, xử lý tại chỗ. Vì vậy nên chiếc nhẫn này bị coi là vật không may mắn, đem dứt gió gác. Nói tiếp đi. Đỗ Thiên Quyền đó tôi đã rất quen lâu rồi. Hóa ra anh ta ở trong chính phủ Bắc Dương làm quan, thường đến công xưởng ngập lưu ly tiêu tiền mua những thứ mà thái giám lấy ra từ trong cung. Anh ta vốn dĩ không biết xem hàng, thường đánh lừa nói dối. Nếu không ai có thể mua đồ xui xẻo như vậy chứ? Đặng phái viên, có phải anh ta tặng anh một đôi cấp hoa văn họa tiết chim và hoa của thời Thành Hóa Triều Minh không? Đó là hàng nhái của thời Càn Long, càng không đáng giá. Nếu như anh thích đồ cổ và tôi có một đôi chén trụ đun họa tiết con gà, hàng chính cống, còn nữa, còn cả một cốc bằng gốm của thời nhà Tống, tôi lấy cho anh. Ngồi. Đặng phái viên, giờ họ Chu chúng tôi mặc dù không phải giàu có, nhưng trong hàng Tô Châu cũng coi là có chút tiếng tăm. Trong nhà có rất nhiều đồ tốt, nếu như anh thích, tôi đem hết toàn bộ cho anh. Anh đến vội vã như vậy, chắc chắn chưa có nơi ở. Tôi còn một căn nhà nhỏ cũng tặng cho anh. Thật mà, cây ước của nhà của tôi ở dưới hộp tủ đầu giường, trong khe hở. Thật mà.
Chu lão đệ, xem ra mấy năm nay chức vụ cục trưởng cảnh sát không phí công làm ha. Anh quá khen rồi, quá khen rồi. Ở Tô Châu này, tôi vẫn tương đối hiểu biết. Nếu như có nơi nào anh cần dùng đến tôi sẽ cận lực trung thành, lấy công chuộc tội, cam tâm tình nguyện cận lực. Được. Vậy tôi cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội. Được. Sau này Chu Lập Văn, tôi làm theo mọi lời của anh nói. Tôi tin cậu. Đội trưởng Hách, sao lại là anh? Không ngờ hai chúng ta lại làm đồng nghiệp. Đã nói rồi, thấy sự thay đổi thịnh suy vô thường. Tôi chưa tốn cả nửa ngày, xem Chu Lập Văn tôi vẫn chưa tuyệt đường sống. Chu Lập Văn, anh đừng ngạo mạn, đợi đó cho tôi. Chuyện của Chu Lập Văn anh biết chưa? Bình tĩnh. Tôi biết rồi. Sao nào? Vậy anh đồng ý rồi? Đồng ý? Tôi có đồng ý hay không có tác dụng gì? Người ta nói rồi, đó gọi là vật gì cũng có tác dụng của nó. Chu Lập Văn là cục trưởng kỳ trước của cục cảnh sát, tương đối hiểu về tình hình của Tô Châu. Hơn nữa, nếu anh ta làm được chuyện này rồi thì cũng là chuyện tốt. Chúng ta nếu đã chui thì tại sao không làm chứ? Chu Lập Văn là đại hán giang đó. Mới đầu anh ta làm bao nhiêu chuyện xấu cho người Nhật. Cho anh ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Chuyện này nếu như anh ta thành công, chúng ta cũng có công lao. Nhưng nếu như chuyện này anh ta làm hỏng, thì lúc đó chúng ta sẽ giết anh ta. Dân dân Tô Châu hận anh ta tận xương tủy. Bảo anh ta làm trợ thủ của cảnh sát, chúng ta phục tùng thế nào? Chúng ta nói thế nào với các anh em trong cục? Cậu đừng bắt chó đi cậy nữa. Đương nhiên có đặc phái viên phối hợp, chúng ta chỉ cứ yên lặng xem đi. Đặc phái viên cái gì chứ? Người trung thành cả hán giang công phân, không phân phải trái, hỗn xược. Cậu quên là anh ta là người thân cận của ông chủ đế. Cậu nói như vậy không muốn giữ cái mạng quèn nữa sao? Ra ngoài. Cha, bộ quân phục mới của con thế nào? Đừng gọi bừa bãi. Hãy mau nghĩ xem mình là cái gì, rồi hẳn nói. Ở đây không có cha của mày. Người Nhật sụp đổ rồi, con thập tử nhất sinh. Bây giờ con sai người cái trở thành người khác, trở thành người khác của chính phủ quốc dân. Còn được trọng dụng nữa. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã chết rồi. Chu Lập Văn là Chu Lập Văn. Làm người phải biết liêm sĩ. Mày mới đầu đầu quân cho người Nhật, làm kẻ bán nước cầu dinh, làm hán giang, tiếp tay cho giặc. Mày tàn sát bao nhiêu đồng bào của mình rồi. Chính phủ quốc dân tiếp quản Tô Châu, mày hối lộ Hồ Bính Lâm, gạt lại cái mạng quèn này. Bây giờ mày lại giúp hắn ta tiêu diệt người khác, giơ vét tài sản của nhân dân, tiếp tục tàn sát đồng bào của mình, tàn sát tráng sĩ khán Nhật. Nếu con không làm như vậy, không phải con đã chết rồi sao? Con không thể chết. Con phải ở lại nói dỗi tông đường cho cha. Nếu như mày vì tổ quốc hy sinh, trong lòng cha có đau, nhưng cha tự hào. Nhưng bây giờ mày sống, ta còn khó chịu hơn chết. Mày sống như vậy thì mày đang làm mất mặt của tổ tông.
Được. Nếu như cha nói như vậy, vậy con cũng nói rõ luôn. Cho dù sau này cha chào mừng hay cha không chào mừng, con vẫn phải chuyển về đây ở. Bởi vì con là vị thiếu gia của nhà họ Chu. Từ đây về sau, con nói gì làm đó. Cha muốn thấy thì tiếp tục sống ở đây, không muốn thấy thì trốn đi xa đi. Mày vẫn còn muốn tiếp tục làm chuyện ác đúng không? Đó gọi là làm chuyện ác sao? Cho dù chính phủ gì, thói đời gì, cha có thể lăn lộn ra ngoài, lăn lộn đến gió nổi nước chảy. Đó gọi là bản lĩnh thực sự. Vớ vẩn. Chu Lập Giang, trời xanh có mắt, mày sẽ bị báo ứng. Tao nói cho mày biết. Phải, tao không quản nổi mày. Tao chỉ có không nhìn thấy bớt phiền muộn. Nếu như mày vào ở thì tao đi. Bây giờ tao chuyển về căn nhà cũ ở quê. Chu Lập Giang, tao không cho phép mày bước nửa bước vào đó. Chu gia không có đời sau như mày. Mày đừng làm mất mặt tổ tông. Khốn nạn. Lại đi bắt ai vậy? Nhiều cảnh sát quá. Bắt ai chứ? Bắt ai không biết? Ai biết bắt ai không? Đừng nhìn nữa. Khoa trương như vậy, trẻ về bên đó muốn làm gì chứ? Chu Lập Giang kẹp bản thân biết nói tiếng Nhật, muốn giả thành quân Nhật trà trộn qua cửa. Nhưng tiếc ông trời có mắt, để anh bắt được. Chu Lập Giang này nên bị trừng trị sớm rồi. Cả Cốc Đa kia nữa, cậu ta cũng không trốn nổi đâu. Anh nhất định sẽ tìm ra cậu ta. Tiểu Đồng gia, không hay rồi. Chu Lập Giang dẫn người xông vào rồi. Cái gì? Chu Lập Giang. Các người làm gì vậy? Dừng tay. Làm gì vậy? Các người muốn làm gì? Các người đang muốn làm gì hả? Chu Lập Giang, ông chủ Dương lại gặp rồi. Mới đầu anh vô cùng chiếu cố tôi, anh em cả đời này không quên. Hôm nay tôi đặc biệt dẫn anh em của mình đến cổ vũ cho anh. Xem ra anh tìm được chỗ dựa rồi. Bản lĩnh của cậu đúng là không nhỏ. Ông chủ Dương quá khen rồi. Tôi bây giờ là trợ thủ của đặc phái Giang Hồ. Vậy đến tìm tôi làm gì? Đặc phái Giang Hồ dặn dò tôi, tiệm trang sức này của anh có liên quan đến Hán Giang Lương Phu Nhân, thế nên phải bắt buộc đi phong điều tra. Hôm nay tôi đến để tịch thu tài sản trái phép ở đây. Đại Hán Giang như anh còn nhận tài sản trái phép, đúng là chuyện được cười của thiên hạ. Cho dù tịch thu tài sản trái phép cũng có trình tự tương quan. Chị Dương và con nói điều tra là điều tra, nói thu là thu à? Chu Lập Giang, cậu muốn mượn chuyện báo thù riêng. Đúng rồi, tôi muốn mượn diện công trả thù riêng đó. Mới đầu khi tôi khổ sở cầu xin anh có cảm động cho tôi chút nào không? Anh kết thúc mọi chuyện thì đừng trách tôi không khách khí. Hôm nay tôi muốn đứng trước mặt anh tịch thu cửa hàng của anh. Tiếp tục. Chuyển đi cho tôi. Rõ, rõ. Đau. Đặc phái Giang Hồ, cửa tiệm của tôi bị cướp sạch, rốt cuộc đã làm thế nào? Anh là quan tiếp nhận cửa hàng chính phủ quốc dân, không thể ngồi yên không quản. Ai mà to gan như vậy? Ban ngày ban mặt dám ngang nhiên cướp đoạt cửa tiệm. Chính là trợ thủ của anh mới nhậm chức, Chu Lập Giang. Chu Lập Giang, tên nhóc này. Tôi bảo cậu ta đi điều tra rõ tài sản trái phép của Hán Giang. Cậu ta đừng đi dám càng quấy nhân dân. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu ta nghiêm khắc. Được. Vậy khi nào tôi mới có thể lấy châu báu trang sức bị cướp về? Ông chủ Phương, cậu giàu có như vậy, cậu quan tâm chút của cải đó sao? Nhưng đó đều là tài sản của tôi. Có quan tâm hay không, hình như cũng là chuyện của tôi.
Nhưng bây giờ sợ là không phải chuyện của cậu nữa rồi. Vậy ý của Hồ Đặng Phái Viên là số tài sản đó của tôi cứ vô cớ bị chiếm đoạt rồi. Trên thương trường có bốn chữ: tốn tiền sẽ tránh được quả. Ông chủ Phương chắc hiểu chứ? Tôi nghe nói cậu từng tặng cho Lương phu nhân một tháp trân châu, đó là báu vật vô giá. Dựa vào điểm này cũng coi là hán gian. Đó là hán gian à? Vậy bao nhiêu người phải làm hán gian chứ? Đó chỉ là quà tặng qua lại lúc đó mà thôi, ai mà không làm qua chứ? Càng hung hồ, đó là hàng nhái, là phương bổ tự làm. Vậy cái thật đâu? Đó là báo vật truyền thế, sao tôi biết nó ở đâu? Ông chủ Phương, cho dù tháp đó là giả, do chính đích thân cậu làm, nhưng cậu cùng đại hán giang đó có quan hệ cá nhân, đó là sự thật. Chưa định tội hán giang của cậu thì đã coi như tôi rộng lượng với cậu lắm rồi. Số châu báu mà Chu Lập Giang thu được đều xung vào công quỹ. Cậu đó vẫn định sống tốt đi. Được, cáo từ. Xem ra chuyến đi này vô ích rồi. Mặt tiền của cửa tiệm bị phá rồi, trái lại không bình thường khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa tôi cũng vừa gặp tên Đặc Phái Viên kia, vừa nhìn thôi đã biết một tên khốn nạn trơ tráo ra vẻ đạo mạo. Cũng đúng, chẳng trách hắn ta trọng dụng tên hán gian Chu Lập Giang. Tên Hồ Bính Lâm này vô cùng hám tài, Chu Lập Giang cho hắn ta không ít lợi ích, nếu không sẽ không làm được chức đội trưởng. Hồ Bính Lâm còn đề xuất với tôi muốn có tháp trân châu. Vậy định làm thế nào? Cùng bọn chúng chiến đấu đến cùng. Tôi nhất định phải nghĩ cách xử lý hai con chó Lập Văn và Cốc Đa đó. Được, tôi ở lại giúp anh. Không được, sáng sớm mai cô bắt buộc phải rời khỏi Tô Châu. Không được, tôi từng nói với bộ trưởng Đổng, bất luận nguy hiểm thế nào, cho dù là hy sinh, tôi cũng phải ở lại cùng anh. Đây là mệnh lệnh, không được. Được, vậy cô giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này trước. Anh nói đi. Báo vật đáng tiền nhất trong cửa hàng chúng ta đều trong ở chiếc hòm này. Thành Tô Châu trở nên loạn như vậy, tôi nghĩ cửa hàng của chúng ta sớm muộn cũng bị chiếm đoạt. Những châu báu hiếm có này tuyệt đối không thể rơi vào tay của đám khốn nạn đó. Tôi nhất định bàn giao cho tổ chức. Sáng sớm mai cô giúp tôi đem đến chỗ của Tam. Nói cả buổi anh vẫn muốn đuổi tôi đi. Lúc này chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Được, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đặc Phái Viên đến rồi. Anh ở đây sống có quen chưa? Cũng được. Tiểu Chu, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Chính là chuyện này. Ngồi đi. Tôi nói nhớ Tiểu Chu, vậy để cho cậu chức vụ này, tôi đã chịu không ít áp lực. Tôi hiểu, trong lòng Lập Văn rất hiểu. Không nói quá Đặc Phái Viên, anh chính là cha mẹ sinh ra Lập Văn lần nữa. Đời này của tôi tận lực vì anh thịt nát xương tan. Cậu cũng không cần khách khí.
Con ngựa này là có ngụ ý gì? Con ngựa này ngụ ý lớn lắm. Anh xem, trên con ngựa này có một con đom đóm. Bỉ kỳ danh nói sắp thắng rồi, chính là nói anh đó. Sắp thắng rồi, đúng. Điểm tốt, điểm tốt, điểm tốt. Được lắm. Đặc phái viên, anh có chuyện không biết. Thực ra bảo bối lớn trong thành Tô Châu chính là tháp Trân Châu của hội môn của đại tiểu thư Trần Dư Ca. Chu gia chúng tôi và Trần gia tình bạn lâu năm. Tôi và Trần Dư Ca còn suýt nữa kết hôn. Ai biết ở giữa lại xuất hiện Phương Nguyên, phá hỏng chuyện này. Nếu không cặp tháp Trân Châu bây giờ sớm đã là của tôi rồi. Không, sớm đã là của anh rồi. Cậu nói cũng đúng. Tôi thấy Phương Nguyên này chính là cậu ta đi cướp tháp Trân Châu, chính là anh ta cướp đi. Thế nên hôm nay tôi đến kiểm tra và tịch thu tài sản tiệm trang sức của hắn, chính là tìm tháp Trân Châu. Nhưng Phương Nguyên nói cậu ta cũng không biết tháp Trân Châu ở đâu. Đó là anh ta nói. Mà rành lắm. Thực sự không dễ đối phó với anh ta. Nhưng mà cũng không sao, miễn là tìm được tháp Trân Châu. Cậu cứ mạnh dạn làm đi. Có chuyện gì tôi lo cho cậu. Được. Có câu nói này của anh, trong lòng tôi an tâm nhiều rồi. Anh yên tâm, tôi lập tức đi điều tra tháp Trân Châu. Một khi có được tháp Trân Châu, tôi lập tức mang đến cho anh. Vậy thì tôi phải xem bản lĩnh thực sự của trợ thủ Chu rồi. Anh yên tâm. Sắp thắng rồi. Thiếu Đông gia, tôi không ở đây một mình anh, nhất định phải chú ý an toàn. Chu Lập Giang nhắm vào chúng ta rồi. Yên tâm đi, tôi với bọn chúng chưa xong đâu. Đến trạm giao thông xin chỉ thị mới nhất của cấp trên. Trên đường cẩn thận. Tôi biết rồi. Đi đi. Sao vậy? Con chuột trốn trong hang cuối cùng cũng đợi không nổi nữa rồi. Tôi thấy cô hồ đồ rồi đó. Dám nói với tôi như vậy. Cô chỉ là đồ vô ích. Tôi ăn của anh bữa cơm nào? Ngày nào anh cũng nói. Khi ở cùng Chu Lập Giang, ít nhất anh ta cũng coi tôi là phụ nữ. Tôi ở cùng anh, anh không ngon mà không ấm. Tôi thấy anh căn bản không bằng Chu Lập Giang. Cô nói cái gì hả? Dám ăn nói như vậy với tôi. Còn làm tam tiểu thư của Trần gia. Mới đầu khi Chu Lập Giang đá cô, còn nhớ cô đến cầu xin tôi thế nào không? Khi đó tôi bị mù. Tôi ở cùng ai cũng giàu có hơn anh. Còn lắm mồm, ông đây bán cô cho kỹ diện có tin không? Đời này của tôi quan tâm nhất hai chuyện. Một là tháp Trân Châu. Hai là dị tiểu thư không muốn ở cùng tôi. Tự nhiên lúc còn sớm, cút đi. Tiên sinh, anh xem cái này đi. Được, đây đều là hàng mới lấy.
Cải trắng đây, bán rẻ lắm. Xem đi, mua cải trắng đi. Bây giờ anh làm cảnh sát rồi, anh phải bảo vệ em cả đời. Cục trưởng bảo anh lập tức diệt cục. Chuyện gì, không cần mạng hả? Sao anh vẫn chưa chết? Anh tránh xa tôi ra. Không đa, anh điên rồi. Anh chính là con chó của Nhật Bản. Đừng cho rằng tôi yêu cô là cô có thể hỗn sự trước mặt tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Em đi cùng các anh. Em và anh đi cùng nhau quá nguy hiểm. Đời này của Tô Nguyễn Nhi tôi tuyệt đối không thể thế này. Phương Nguyên, muộn như vậy anh tìm tôi là có ý gì? Phương Nguyên anh là ai? Tôi và bác sĩ Từ, Lưu Hồ Anh giống nhau. Chúng tôi đều là đảng cộng sản. Cậu nói sát thủ bí ẩn đó là người nào? Tháp Trân Châu đó trong tay Phương Nguyên. Năm đó Tháp Trân Châu giả mà Phương Nguyên tặng cho Lương Phu Nhân. Anh nói xem, nếu như không có Tháp Trân Châu thật, Phương Nguyên lấy đâu ra bản lĩnh đó tạo ra một cái giả chứ?